Hai, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì nay mình sẽ tiếp tục trở lại với Wolfie. Thì mình vừa mới nhận được cái con hàng này, khá là ngon. Free for all. Mình thì không chưa có cây này cho nên mình gặp nó mình khoái lắm. Úi, tưởng quỷ tầm gì đúng. Ok, sai lầm. Đây luôn. Ủa ông đâu ra chứ đó rồi ta. Thôi tỉnh lại. Thì con hàng này mình mới có nhận được từ 12 giờ. Tỉnh. Cũng lâu rồi mình mới chơi lại này. Tại mình ít chơi trò này lắm. Mình chơi nhiều trò mà, nhiều thể loại mà. Game này thì còn nít thì còn chơi thôi. Lâu lâu ra thấy cái súng nào lạ làm clip cho mấy bạn coi. Không ít người quá. Chung đi nè. Này không có ai. Mình không biết để cái nhắm này hay nhắm nhanh nó sẽ tiện hơn mình nữa. Thôi cứ sử dụng cái nhắm của nó đi. Gì vậy? Nhường. Oh. Gì thế? Ai đây? Ra cái này kia mình thấy à thôi. Wow, ít nó delay nhanh hơn. Hết hồn. Má, hết hồn luôn chứ. Quay qua thấy cái mặt cũng à, súng ai vàng chói lóa thế. Ây. Cái gì thế? Nếu mình chưa có quen cái nhắm. Cái nhắm này. Làm quen với nó mình mới vô mình bắn nó trận lúc nãy à. Chơi trận này trận thứ hai á. Để mình làm quen cái súng này á. Mình vẫn nghe tiếng chân của ai ở đây. Có cái tiếng cài đạn ở đâu đây mà không thấy ai. Xuyên gỗ luôn. Ngon. Oh, what the fuck. Gì thế? Gì vậy? Chết rồi. Phải có người nào ở đây với ta? Phòng cấm lục cũng có ông kia lục ta. Đâu quá, không phải ở đây. Đi. What the hell? Người. Yeah. Chọc xuyên cái góc mà qua được không? Ghê thiệt. Bắn hơn. Hồi này khá ngon chứ mình bắn nó không có ít bị ngã lắm. Headshot. Biết mà ông làm như tôi không thấy ông vậy.
Ui. Hết hồn, tí nữa sắp mặt chị hết đèn. Chạy luôn nhanh thế. Chết rồi. Ai bắn ổng rồi. Đây nè. Mười mạng. Đây. Ê. Ê. Sao đừng biết. Cam hơi nhiều đó. Chắc chắn rồi nó biết mình trên đây nhiều. Nó lên nó xử mình rồi. Đó, có tiếng súng rồi đó. Ui. Biết mà, nghe cái tiếng chân quay lại không kịp. Thôi, thẩm vậy được rồi. Thẩm gì quá. Ê. Ông có biết tôi là chùm bắn không tâm không hả? Đếp cả ai. Hết hồn. Chờ ông Tuấn này nãy giờ. Ơi hết. Đứng cái chỗ này mình thấy không ổn tí nào. Trời đấm mình nữa chứ. Lấy súng có tán mình nữa chứ. Lâu rồi mới thấy có người chơi trò đó. Đi lấy nhanh hơn một xíu nữa. Chơi đúng luôn. Ôi. Ôi, vậy mà ông dính. Ô, ông này ghê đấy. Nghe có tiếng. Hơn đó. Vậy mà không trong top được. Nhưng ông chết bắn ghê quá. Nói chung súng khá ngon mà. Mình thì đang unlock ra khi đó. Con số bài này bắn 2 trận rồi. Trận nào bắn ghê. Không 2-3 mạng nhưng mà mình toàn thẩm không à. Mà sao thua điểm thằng này được ta. Nó có headshot hơn mình thấy ta. Tỷ lệ KD của mình cũng cao hơn đó nữa. What the fuck. What the fuck. Rồi chính xác hả ta. Kill streak mình cũng nhiều hơn nữa mà ta. Kìa. What the fuck. Ưu ái vậy. Cây okay, nó là cây tặng này nè. AT-308. Khẩu súng rất là, nhìn cũng khá là chất. Nó tựa tựa như AX-308 mà nâng cấp lên á. Mà cũng cùng cha khác ông nội mà. Anh em với nhau hết. Nhìn y hệt thôi. Thấy không? Tiếng y hệt, cài đạn gần giống. Nạp đạn đẹp hơn. Ok, thì clip của mình tới đây thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.